Vâng, xin chào bác với kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đua Java Siloro, khung nhôm cả carbon và thương hiệu Java, thương hiệu Ý. Và thương hiệu này em đã review rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và trong cái thời gian vừa qua thì em về những cái tông màu đỏ đen hoặc xanh đen. Thì hôm nay em về tông màu rất là sáng, tông màu trắng và đỏ xanh mới về bên cửa hàng bên em. Rất thích hợp cho bác là ưa cái màu sáng của thương hiệu Ý dòng Java. Và đây cũng là một cái mẫu thương hiệu bán rất là chạy bên cửa hàng bên em, Siloro dòng Java thương hiệu Ý. Và bây giờ mời nó là tổng giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì trong thời gian qua đã review rất nhiều về cái thương hiệu Java Ý. Và đây là cái dòng model của dòng Siloro. Lần này em về với chiếc cái tông màu rất là sáng, cái tông màu trắng là tông màu chủ đạo, so khác biệt với những cái tông màu trước, màu đen, màu đỏ. Đây là những điểm nhấn là màu xanh và màu đỏ trên khung xe, hiệu ứng rất là nổi bật trên cái tông màu trắng. Xe Java mang thương hiệu Ý, xe làm từ hợp kim nhôm không mối hàn, rất là cao cấp. Và trên khung xe có những thông số của xe là dàn hợp được kim nhôm aluminum pro, tức là hợp kim nhôm cao cấp trên cả dòng aluminum thông thường khác, là dòng pro chuyên sử dụng cho những cái dòng xe đua bán chuyên nghiệp. Đây bác nhá, aluminum pro đây bác này. Xe và hôm nay em về còn rất là mới, em đánh giá tổng thể xe tầm là 90-95%, lớp sơn rất là đẹp các nhá. Các bạn thấy rõ cái lớp sơn của xe này gần như là không hề một vết xước sát nào cả, duy có một vài vết xước lông mèo rất là nhỏ, các mắt thường không thể nhìn thấy được. Giá bình nước của xe là giá bình nước của BT Win 500, dòng giá bình nước của Phần Lan, làm từ hợp kim nhựa chết, nhựa dẻo các nhá, là cao cấp. Xe trang bị với bộ dây êm sườn cao cấp. Và như em giới thiệu qua thì những cái dòng của xe Java đều gắn liền với những cái phụ kiện của dòng DK. Đây, cũng chính hãng nguyên bản theo xe, ghi đông cổ phốt chính hãng của DK. Ghi đông xe được làm từ hợp kim nhôm ULO 6061, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Thì như các biết thì nhôm này cũng là nhôm cao cấp, có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Xe sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip. Và bên tay phải em là chính hãng của Shimano Sora, chính hãng 2 tầng đĩa, càng carbon chính hãng của Shimano Sora, của Java, càng chém càng lưỡi kiếm theo 4 chiều bát của cái càng xe, rất là cao cấp. Càng nguyên bản theo xe, càng chính hãng của DK, càng nhôm DK cao cấp nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng Java. Và lần này là xe em về với cái chiều cao đứng của khung xe là size 50 thì hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Cọc yên dẹp, yên cao cấp của dòng Java Siloro, cọc yên nhôm và yên chính hãng của yên DK của dòng Java, của Siloro luôn, biểu tượng của dòng Java đây, nguyên bản trong xe. Đùi đĩa chính hãng của xe, đùi DK, cạc đĩa của Shimano Sora, củ đề sau sử dụng cái củ đề của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip chính hãng, lip xích cũng rất là mới, nhìn răng với lip cũng rất là mới, xe rất là ít đi. Xe sử dụng với bộ may ơ đằng sau, may ơ cối lổ các nhá, may ơ cối lổ. Và vành đằng sau cũng là vành của DK nguyên bản theo xe. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip
xuống líp. Vâng, xe trang bị 9 tầng líp, chính hãng với bản giao xe. May ơi cối lổ. Bên tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa, đủ đĩa của DK, đặt đĩa soda, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất trơn tru và mượt mà quá nhá. Đấy, có thể thấy rõ cái may ơi cối lổ của dòng Java Shimodo. Một dòng Java đánh giá rất là cao, và đây cũng là cái model sản phẩm rất là bán chạy bên em, thương hiệu Ý, Java model Shimodo. Và lần này em về nó chiếc tông màu rất là sáng, tông màu trắng và tông màu chủ đạo. Vâng, em vừa nhớ tổng giải của chiếc xe Java model Shimodo. Và lần này là mẫu lần này em về với tông màu rất là sáng, tông màu trắng. Và đánh giá rất là cao về cái tô và cái dòng xe Java đua. Đây là một cái thương hiệu rất là bán chạy bên em, thương hiệu Ý. Và xe tổng thể rất là mới nhá. Tầm 90 đến 95% xe. Và xe được nguyên một group chính hãng của Shimano Sora. Xe giá rất tốt bên em là 9,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mừng hẹn các bạn trước ngày mai.